Tôi nói thật là trước khi mà mời nhận lời đó, tôi nghĩ tôi đóng nhiều lắm à. Chắc tôi được ra nhiều lớp lắm. Chắc ít nhất tôi cũng phải được dài phân đoạn. Nhưng mà khi tôi nghe được kịch bản và đạo diễn nói với tôi về cái vai của tôi, không phải là hụt hẫng. Nếu nói hụt hẫng là mình cảm giác như mình không có được trân trọng, đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ tôi đã từng nói với rất là nhiều nhà báo, chương trình game show nào mà có hai chữ cải lương là tôi nhận. Và dù cho là cái game show đó với một cái mức lương rất thấp, tôi vẫn nhận. Và ngày hôm nay với một cái đề tài sáng đèn với hai chữ cải lương đó, tôi nhận ngay. Tôi không biết là vai đó là vai gì. Tôi nhận vì tôi nghĩ rằng với cái tên tuổi của tôi góp vào trong cái phim này á, nó có thể nó đem lại một cái gì đó là lạ cho những bạn trẻ khi đến với lại sân, đến là điện ảnh, và họ sẽ nhìn thấy cải lương và họ sẽ yêu mến cải lương, trong đó có tôi. Tôi nói thật, tôi nhận cái phim này với một cái cách xê không bằng một đêm diễn của tôi. Nhưng mà tôi rất là vui. Tôi nói thật, tôi rất là vui luôn. Tôi vui vì là tôi nghĩ rằng là đã có người làm điện ảnh về cải lương. Đúng thật là cải lương. Trong đó có anh Chí Tâm, trong đó có anh Hữu Châu, trong đó có rất là nhiều nghệ sĩ như cô Lê Thiện rồi, để có thể góp ý, để có thể nói lên những cái ẩn khuất, những cái cực khổ, những cái gian truân của cải lương vào những thập niên lâu thiệt lâu. Tại vì tôi nói thật, tôi cũng không phải tôi khoe, nhưng mà từ 14 tuổi tôi đã đi theo cải lương rồi. Cho nên là tôi nghĩ là những gì mà sân khấu cải lương được vinh danh là phi vật thể của nhân loại, nó quá xứng đáng. Và ngày hôm nay với cái video sáng đèn này, dù cho tôi ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi xem một cái trailer mà không thấy tôi đâu á. Dạ. Mà mặc dù rằng á, quý vị có biết không, tôi không phải là tôi tự hào, nhưng tôi là một trong những kép hát mà có trên khoảng chừng 500 vai diễn video. Tôi đã từng ngồi, tôi quay, đạo diễn phải năn nỉ tôi bước ra quay. Nhưng với sáng đèn này, tôi đã có thể nói là tôi là một trong những diễn viên ngồi chờ từ sáng cho tới tối tôi mới được quay một cảnh. Mà chỉ nói có một câu hai câu gì đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng đây là một cái sân chơi mà rất ý nghĩa đối với tôi. Vì vậy cho nên là tôi chưa bao giờ mà tôi có một câu gì mà tôi phiền hà đạo diễn, hoặc là tôi một cái gì mà tôi để mà tôi buồn lòng đoàn làm phim á, tôi vẫn ngồi. À còn một cái chi tiết nữa chứ, khi mà quay hình á thì nói tôi quay có 3 ngày, nhưng mà cuối cùng quay tôi 5 ngày và cũng có nhiều đó. À, nhưng mà tôi rất là vui, tại vì khi mà mình đi rồi mình mới thấy được quay phim điện ảnh cực cỡ nào, nó cực lắm luôn á. Thôi thì tôi chúc cho phim sáng đèn sẽ thành công, không những là về không, tôi không nói doanh thu tôi nói sao, về tình yêu cải lương mà những người đến xem họ sẽ, thí dụ tôi nói bây giờ có 1 triệu người đang thích cải lương thì sau phim sáng đèn này sẽ có 2 triệu người thích cải lương. Còn doanh thu thì chắc chắn rằng phim này ra sẽ có lời. Chắc chắn sẽ có lời trong tình hình này, vì người Việt Nam đang rất thích xem phim Việt Nam.